Trần Thị Thùy Trang, số 9 đội trưởng Huỳnh Như, số 12 Phạm Hải Yến tiền đạo, số 15 Bích Thùy và số 16 Dương Thị Vân tiền vệ. Với đội tuyển Myanmar, đội bóng áo trắng thi đấu với thủ môn mang áo số 1 Mai Jin Niu, số 2 Aye Aye Moe, số 3 Chit Chit, số 4 Kin Than Wai, số 5 Phil Phil Win, số 7 Win Thee Kin Tun, số 10 Kin Malatun, số 13 Pon Pon Paemong, số 16 No Thet Thet Wai, số 19 Juli Kyo và số 20 Kin Momotun. Trong hiệp 1 của trận đấu bán kết tại SEA Games 31, đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Bích Thùy. Đây sẽ là trận đấu mà Bích Thùy cùng với sự phối hợp cùng với các đồng đội bên cánh phải có thể sẽ là hướng tiếp cận để đem tới những cơ hội ghi bàn cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Tin Min Aung là một trong những vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đã từng làm việc với U23 Myanmar, đội tuyển bóng đá nam Myanmar và đội tuyển bóng đá nữ Myanmar. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng có một bề dày thành tích cùng với bóng đá Việt Nam cả trên cương vị là cầu thủ và huấn luyện viên. Phía trước khung thành của Kim Thanh sẽ là sự chỉ huy của hàng phòng ngự đến từ Trương Thị Kiều. Bên cạnh đó là Lương Thị Thu Thương và Trần Thị Thu. Hai cầu thủ đá cánh của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Thị Loan và Bích Thùy. Tình huống cản phá vừa rồi là của Lương Thị Thu Thương. Một cầu thủ có chiều cao khá tốt, có thể nói là một trong những cầu thủ có chiều cao tương đương với các tiền đạo cao to bên phía đội tuyển nữ Myanmar. Quả ném biên rất mạnh của Aye Aye Moe. Đây là Huỳnh Như. Trọng tài xác định đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ Myanmar. Lần gặp gần nhất giữa hai đội tại giải vô địch châu Á năm 2022, Huỳnh Như đã ghi một bàn rất quan trọng. Ngày hôm nay thì ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam rất trông chờ đội trưởng Huỳnh Như sẽ có thể ghi bàn và tiếp tục thể hiện tầm vai trò quan trọng của mình. Đặc biệt trong những trận đấu có tính chất quyết định của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như cô đã từng thể hiện ở rất nhiều giải đấu trước. Tất nhiên ngoài Huỳnh Như thì còn là Tiêu Dung nữa, cơ hội cho đội tuyển nữ. Huỳnh Như đang di chuyển bên trong, hơi chậm một nhịp. Quyết định dứt điểm ngay của Hải Yến. Đó là một tình huống phản công được đội tuyển Việt Nam thể hiện. Pha thoát xuống của Hải Yến. Hải Yến có hai sự lựa chọn cho mình. Cô quyết định dứt điểm vào góc gần, nơi mà thủ môn Mai Jin Niu đã khép góc. Nếu như chuyển bóng sớm hơn cho Huỳnh Như và cả Tuyết Dung đang di chuyển thì rất có thể chúng ta sẽ có được một pha phối hợp đem lại cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn. Hải Yến đã có được cho mình bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31 vào lưới đội tuyển Campuchia. Những áp lực cũng như là nút thắt về tâm lý đã được cởi bỏ với tiền đạo mang áo số 12 của chúng ta. Và chắc chắn Hải Yến sẽ tự tin hơn khi bước vào trận đấu này. Đây là Huỳnh Như. Không chế bóng rất hay, nhưng nhịp đẩy bóng cuối cùng thì hơi mạnh. Sức ép mà Kin Than Wai tạo ra cũng đã khiến cho Huỳnh Như không thể có được một tình huống xử lý như ý muốn. Trong ít phút vừa qua thì hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đều đã có những pha di chuyển và tôi nghĩ rằng đã tạo ra những sức ép cho các trung vệ của đội tuyển nữ Myanmar. Cách mà Hải Yến và Huỳnh Như thoát xuống cùng ở vị trí mà hậu vệ cánh trái và trung vệ của đội tuyển Myanmar chưa kịp thời tạo ra được một sự gắn kết và cự ly đủ gần. Ngoài ra thì việc các cầu thủ tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam đang di chuyển rất linh hoạt, thay đổi vị trí cũng khiến cho việc theo kèm của hàng phòng ngự bên phía Myanmar gặp trục trặc. Tuyết Dung bên cánh trái sẽ có sự kết hợp cùng với Hoàng Thị Loan. Trong khi đó thì chúng ta sẽ cùng trông chờ những pha phối hợp giữa Thùy Trang và Bích Thùy bên cánh phải.
giữ bóng rất tốt. Cần phải chuyền bóng sớm. Đội bóng áo trắng áp sát rất nhanh. Chuyền bóng sớm nhưng cũng cần phải bình tĩnh trong những pha xử lý của mình. Vừa rồi thì Lương Thị Thu Thương đã có một đường chuyền hỏng khá đáng tiếc. Rất may là bóng đã không tới chân của các cầu thủ Myanmar. Khá tốt, đó là tình huống tranh chấp của Dương Thị Vân. Dương Thị Vân đã hỗ trợ cho Thùy Trang. Lỗi. Phạm lỗi. Chắc chắn là phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của số 5 Phil Phil Win. Đội tuyển Myanmar phạm lỗi từ rất xa để hạn chế những tình huống đá phạt gần với khung thành của Mai Jin Niu. Bởi họ rất hiểu là đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ sút phạt tốt như là Tuyết Dung, Bích Thùy. Khoảng 2 phút đầu tiên thì chúng ta thấy đội tuyển Myanmar đã đẩy cao đội hình để đá pressing bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Nhưng rất nhanh, 3 phút sau đó, tình thế đã xoay chiều. Và bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang dần tạo ra những hướng tiếp cận khung thành về phía khung thành của thủ môn Mai Chi Niu. Đội tuyển Myanmar chắc chắn sẽ muốn đẩy cao đội hình và thi đấu pressing. Nhưng vấn đề là họ sẽ làm điều đó cho tới bao giờ khi mà lợi thế về mặt thể lực lúc này đang thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Các trụ cột của chúng ta đã được nghỉ phần lớn thời gian trong trận đấu với Campuchia và cũng chỉ thi đấu có 2 trận ở vòng bảng. Chắc chắn là thể lực là điều mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể trông cậy trong trận đấu ngày hôm nay. Khin Malatun. Thùy Trang đang di chuyển và hoạt động rất năng nổ. Cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam nhưng có tầm hoạt động rất rộng. Rất lung túng, đã bắt đầu tạo ra khó khăn cho đối thủ. Và lúc này khi mà sức ép của đội tuyển Việt Nam đang được đẩy dần lên thì một vài vị trí của hàng phòng ngự đội tuyển Myanmar đã bắt đầu để lộ ra những sơ hở. Qua pha bóng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thủ môn Mai Jin Niu không hề có khả năng chơi chân tốt. Nếu như đội tuyển ông nữ Kính Việt Nam hướng tới vị trí của Huỳnh Như, tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đang rất khát khao ghi bàn tại SEA Games. Và Tuyết Dung đứng trước quả đá phạt góc. Tại giải vô địch châu Á 2022, Tuyết Dung đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Myanmar từ chấm phạt góc. Những ký ức rất đẹp đang ùa về với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cú đá thẳng. Lần này thì thủ môn Mai Jin Niu đã cảnh giác. Phán đoán tốt. Những tình huống của Myanmar đang có những sự lập bập và trực choạc. Đây là một pha bóng như vậy, Dương Thị Vân. Tuyết Dung và Bích Thùy vừa rồi đã đảo cánh cho nhau. Vừa rồi thì Dương Thị Vân chuyền bóng cho Bích Thùy nhưng chưa quan sát tình huống di chuyển của đồng đội. Những tiếng hô vang Việt Nam trên khán đài sân Cẩm Phả là một sự tiếp sức tinh thần rất lớn dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thường xuyên có 16.000 và thậm chí là hơn số lượng cổ động viên có mặt trên sân vận động Cẩm Phả để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là những con số kỷ lục mà bóng đá nữ Việt Nam từng ghi nhận. Phút thứ 10 của trận đấu, cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam với cú ra chân ở góc gần của tiền đạo Phạm Hải Yến. Bích Thùy. Chúng ta sẽ định không có lỗi.
Thu Thương, Trương Thị Kiều. Cái tình huống phát động bóng bổng đó luôn là một trong những điểm mạnh thể hiện được khả năng quan sát và chuyền bóng có điểm rơi của Trương Thị Kiều. Tình huống khống chế của Julie Kior là tiền đạo, nhưng Julie Kior đang đá lùi tương đối sâu. Và đội tuyển Myanmar gần như đang cắm Win Thengkitun, cầu thủ đã ghi 3 bàn tại SEA Games 31 ở phía trên. Vừa rồi thì đội trưởng Khin Malatun đã phạm lỗi với Bích Thùy. Ở trận đấu với đội tuyển Campuchia thì Trương Thị Kiều không được bố trí trong đội hình xuất phát. Cũng một phần là bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng muốn dưỡng sức cho một cầu thủ rất quan trọng ở hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Hải Yến, không ai được sự truy cản. Dứt điểm. Không vào. Cơ hội thứ hai cho Hải Yến kể từ đầu trận. Vẫn là một sự theo kèm rất sát và chưa thực sự rảnh chân để cho tiền đạo mang áo số 12 có được pha dứt điểm ở một tư thế thuận lợi nhất. Những tình huống phối hợp đáng kể của đội tuyển Việt Nam đến từ những pha phối hợp trung lộ, bật tường 1-2 rất nhanh. Rất may cho hàng phòng ngự của Myanmar là cầu thủ mang áo số 5, Phil Phil Win đã kịp thời áp sát và khiến cho Hải Yến không thể có được một tình huống dứt điểm như ý. Thùy Trang, Trương Thị Kiều, đội tuyển Việt Nam đang duy trì một thế trận hợp lý. Chúng ta lựa chọn những thời điểm và tìm ra được những sơ hở ở hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Vấn đề còn lại là những pha dứt điểm chính xác thôi. Aye Aye Moy đã chuyển không chính xác. Dương Thị Vân, Huỳnh Như, cú đi chuyền bóng rất hay của Dương Thị Vân. Cơ hội, đưa bóng vào trong. Bích Thùy đang xin bóng. Tình huống vừa rồi khiến tôi nhớ lại một trận đấu tại vòng playoff mà đội tuyển Việt Nam đã vượt qua để giành quyền tham dự World Cup. Đó là Tuyết Dung tạt bóng từ cánh trái và Bích Thùy là người băng vào dứt điểm cận thành. Vẫn là kịch bản đó, chỉ tiếc rằng vừa rồi chất lượng đường truyền là chưa thực sự như Tuyết Dung mong đợi. Hai cầu thủ số 7 và số 15 của đội tuyển Việt Nam đang có những sự hoán đổi vị trí liên tục để gây ra sự xáo trộn và khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar khó để theo bám. Hoàng Thị Loan sẽ là người thực hiện quả ném biên. Tuyệt dùng cắt bóng thành công. Thùy Trang, những tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh của đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng vẫn trong sân. Thu Thương cần phải tập trung với những tình huống mà bóng vẫn đang lăn trên sân cỏ như vậy. Huỳnh Như, Hải Yến. Không có nhiều phương án để chuyền bóng cho Hải Yến trong tình huống vừa rồi. Tuyết Dung tiếp tục là một tình huống phạm lỗi. Và người phạm lỗi vẫn là Khin Malatun. Kể từ đầu trận thì Khin Malatun đã có hai tình huống phạm lỗi với các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Sự tranh chấp rất quyết liệt ở tuyến giữa. Và đội tuyển Myanmar khi đang phải đuổi theo bóng thì họ chọn giải pháp đó là phạm lỗi từ xa. Đó có lẽ cũng là cách mà đội tuyển Myanmar muốn tạo ra những sự ức chế và khiến cho những tình huống phối hợp bóng ngắn của đội tuyển nữ Việt Nam không giữ được những sự nhuần nhuyễn.
Đánh đầu. Bóng không tới được vị trí của Huỳnh Như. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. 1/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua với ưu thế rõ ràng cả về thế trận và số cơ hội mà đội tuyển Việt Nam đã tạo ra được về phía khung thành của đội tuyển nữ Myanmar. Pha xử lý tốt của Hoàng Thị Loan, đường đưa bóng vào trong thì lại hơi sâu. Trong 3 trận đấu tại bảng B, SEA Games 31, thủ môn May Jin Niu của đội tuyển Myanmar chỉ duy nhất một lần phải vào lưới nhặt bóng. Đội tuyển Myanmar ghi được 5 bàn và để thủng lưới 1 bàn. Xếp thứ 2 của bảng đấu này kém đội tuyển Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã có 7 cầu thủ ghi bàn tại SEA Games 31. Trong đó Tuyết Dung và Nguyễn Thị Vạn là hai cầu thủ đã có 2 pha lập công. Những cầu thủ đã ghi bàn khác có Thùy Trang, Hải Yến, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu và Ngân Thị Vạn Sự. Với đội tuyển Myanmar thì họ chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn. Đó là Win Thegitun và Khin Malatun. Việc có nhiều cầu thủ ghi bàn cũng cho thấy sự đa dạng trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều phương án để mở ra cánh cửa và khung thành của đối thủ nhiều hơn so với đội tuyển nữ Myanmar, vốn chỉ trông cậy nhiều vào hai ngôi sao là Win Thegitun và Khin Malatun. Lúc này thì Khin Malatun, số 10 đội trưởng của Myanmar, vẫn đang để lại dấu ấn nhưng với những tình huống phạm lỗi. Thủ thường vừa rồi đã theo kèm rất sát với tiền đạo của đối thủ. Những hình ảnh rất lung linh mà các cổ động viên đã tạo ra trên sân vận động Cẩm Phả. Đó sẽ là những hình ảnh rất đáng nhớ trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam, không chỉ tại SEA Games 31. Rất mong là bóng đá nữ Việt Nam sẽ có nhiều khán giả quan tâm để chúng ta có những trận đấu đầy ắp khán giả từ giải vô địch quốc gia cho tới các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Một hình ảnh quá đẹp. Lúc này các cổ động viên đều đang chờ mở hội trên sân Cẩm Phả. Chủ động Huỳnh Như và Hải Yến vừa có sự phối hợp với nhau. Thùy Trang đang thi đấu như một nữ chiến binh thực thụ. Dùng. Cần phải tránh đẩy đồng đội vào những tình huống tranh chấp tay đôi như vừa rồi. Đội tuyển Myanmar là những người có khả năng thi đấu rất dát, họ sẵn sàng phạm lỗi khi cần. Theo dõi các trận đấu
Và các môn thể thao tại SEA Games 31 thì có thể thấy rằng các cổ động viên của đội tuyển thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn trong cách cổ vũ của mình. Và điều đó tạo cho chúng ta một trong những nét ghi điểm với truyền thông quốc tế khi họ tới tác nghiệp tại SEA Games 31. Chắc chắn là như vậy rồi, không chỉ cổ vũ cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam mà với các đội tuyển của các nước bạn thì cũng luôn có một bầu không khí sôi động và mang tới những sự hào hứng lớn cho các vận động viên. Ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy được vận động viên môn điền kinh của đoàn thể thao Timor-Leste, một người đã cầm lá cờ Việt Nam để ăn mừng sau khi hoàn thành phần thi của mình và cũng đã gửi những lời cảm ơn tới người hâm mộ của thể thao Việt Nam. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam đang bắt rất chặt vị trí của Win Thê Ghi Tun. Cầu thủ này luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành của Kim Thanh. Chia cắt được sự liên kết giữa Win Thê Ghi Tun và Khin Malatun đã là một thành công bước đầu của đội tuyển Việt Nam. Tốt, nguy hiểm. Vẫn là Trương Thị Kiều. Khả năng đọc tình huống, phán đoán và đưa ra những quyết định xử lý rất nhanh là một trong những điểm mạnh của Trương Thị Kiều. Thực hiện quả đá phạt góc là Phiêu Phiêu Win. Bài tấn công sở trường của đội tuyển Myanmar. Vừa rồi thì bóng hướng tới vị trí của Julie Kior. Đội tuyển nữ Việt Nam cần phải tập trung hơn khi mà trong tình huống vừa rồi rất nhiều những cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm nhưng lại để cho Julie Kior chạm bóng. Có vẻ như bóng đã chậm tay. Là hướng tấn công mà các cầu thủ Myanmar thành công nhất tại SEA Games này. Trọng tài thổi phạt Dương Thị Vân. Trước quả phạt là Khin Malatun. Cắt bóng thành công. Huỳnh Như. Thùy Trang. Mặc dù tuổi đã cao nhưng khả năng giữ bóng, khống chế và xử lý tình huống của Thùy Trang vẫn đang là rất ấn tượng. Huỳnh Như. Win Thê Ghi Tun. Phán đoán chính xác của Hoàng Thị Loan. Một tình huống đánh chặn thành công. Hải Yến. Tuyết Dung. Hai đội hoàn toàn không hề có sự thăm dò bởi đã rất hiểu lối chơi của nhau. Điều đó khiến cho một nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua với tốc độ nhanh. Mặc dù những cơ hội thực sự để có thể ghi bàn thì chưa tới một cách rõ nét với cả hai đội. Trong thế trận như thế này thì đội bóng nào tận dụng được cơ hội sẽ có cho mình những ưu thế. Chuyền bóng điểm rơi. Đó là pha tiếp bóng với ý đồ chuyền bóng của Tuyết Dung cho Huỳnh Như. Không có một quả đá phạt góc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vừa rồi thì bóng đã đi cắt ngang khung thành của thủ môn Mayjin Niu.
hậu vệ của Myanmar đã mắc sai lầm trong việc chọn điểm rơi của bóng và mở ra cơ hội cho Tuyết Dung với một pha căng ngang vào trong. Tuyết Dung tại SEA Games 31 đã có 2 pha lập công. Đó đều là những pha lập công rất đáng nhớ, với bàn thắng giúp cho đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng trong cuộc so tài với đội tuyển nữ Philippines, và một quả đá phạt đẹp mắt trong chiến thắng trước đội tuyển nữ Campuchia. Tuyết Dung, Tuyết Dung đang có những khoảng trống cho mình. Tất nhiên ở phía trước vẫn còn Aye Moe. Dương Thị Vân luôn cố gắng thực hiện những đường truyền ra sau lưng hậu vệ để có thể tận dụng được tốc độ của Tuyết Dung. Tiếp tục là một quả ném biên dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người ném biên là Hoàng Thị Loan. Huỳnh Như. Bóng tìm tới vị trí của Hải Yến. Cầu thủ mang áo số 3 Chít Chít là người đã theo kèm với Hải Yến rất sát kể từ đầu trận. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đây là góc đá phạt có thể tạo ra những cơ hội từ cái chân phải rất khéo của Tuyết Dung. Tuyết Dung là cầu thủ có thể có khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân rất tốt. Và những tình huống đá phạt cố định như thế này chắc chắn sẽ ẩn chứa rất nhiều những sự nguy hiểm. Trương Thị Kiều cũng nên tham gia tấn công. Chúng ta có những cầu thủ chơi đầu tốt, cả Hải Yến và Trương Thị Kiều đều đã từng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam từ những cú đánh đầu. Huỳnh Như cũng vậy. Những tình huống cố định khi Tuyết Dung đứng ở đó, và ở phía trong chúng ta đang có những cầu thủ rất khát khao ghi bàn. Huỳnh Như cuối cùng cũng đã có được bàn thắng cho mình tại SEA Games 31, một bàn thắng rất quan trọng. Huỳnh Như đã rất khát khao ghi bàn ở trận đấu trước đó gặp Campuchia, nhưng ngày hôm nay trong một trận đấu quan trọng hơn nhiều thì cô đã tìm được bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng của Huỳnh Như đã kích hoạt bầu không khí vô cùng sôi động trên sân vận động Cẩm Phả vào lúc này. Một bàn thắng rất ý nghĩa và mở ra cánh cửa vào chơi trận chung kết cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, cuối cùng cũng đã có được điều mình cần. Những sự ăn ý giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như đã làm nên bàn thắng vừa rồi, và cùng với đó cũng là đôi chút sai lầm của thủ môn Mayjin Liu. Đó là tình huống mà Huỳnh Như đã đón bóng và tạo ra điểm cắt. Bích Duy, Huỳnh Như, Hải Yến, vẫn là đội tuyển Việt Nam. Quá đông các cầu thủ áo trắng. Tốc Bích độ. Thùy thoát xuống. Tốc độ tuyệt vời của Bích Thùy. Tiếp tục là Huỳnh Như. Thùy Trang. Thu Thương. Bàn thắng mở tỷ số thực sự đang mang tới những sự hưng phấn rất lớn trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Huỳnh Như. Khống chế khéo léo. Đối thủ đã bắt bài pha ngoặt bóng của Bích Thùy. Đó là Julie Kior. Sức ép đang dồn lên. Và đây là những phút mà hàng phòng ngự đội tuyển Myanmar đang lúng túng nhất định. Lương Thị Thu Thương cũng đã lên rất cao. Thùy Trang áp sát ngay bên phần sân khách. Đó là những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện cho tới lúc này. Đó là pressing ngay sau khi có được bàn mở tỷ số.
Đội tuyển Việt Nam vừa rồi bắt rất chặt cánh trái của đối phương. Dương Thị Vân. Nỗ lực của Hải Yến. Phối hợp ít chạm. Hải Yến. Quả tạt của Thùy Trang. Hơi sâu so với đà băng vào của Hoàng Thị Loan. Bóng gần như không lên nổi khu vực giữa sân. Một sức ép rất lớn đang được tạo ra về phía hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Bầu không khí trên sân rất nóng, những pha va chạm trên sân cũng rất nóng, nhưng cách mà Huỳnh Như thực hiện cú đánh đầu để mở tỷ số thực sự là lạnh lùng, đúng với bản năng của một tiền đạo săn bàn hàng đầu Đông Nam Á. Huỳnh Như không có nhiều cơ hội kể từ đầu trận, nhưng khi có cơ hội thì cô đã tận dụng thành công một cú dứt điểm khá nguy hiểm. Đó là cơ hội được tạo ra bởi Kim Malatun. Cô tự đi tìm cơ hội cho mình thay vì phối hợp với đồng đội. Dứt điểm của Kim Malatun, bóng đi cuộn và có độ xoáy rất lớn. Nếu như bóng đi vào khung thành thì Kim Thành cũng sẽ kiểm soát được tình huống thôi. Vừa rồi thì Kim Thành đã phán đoán được. Thùy Trang thường xuyên là người phải nhận những tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Myanmar và xử lý rất bình tĩnh, giữ bóng lại một nhịp. Người phạm lỗi là Kim Momotun. Kể từ đầu trận thì chúng ta thấy được những trường đoạn thi đấu khác nhau một cách khá rõ nét. Đội tuyển Việt Nam cũng không dồn đối thủ một cách liên tiếp. Có những thời điểm đội tuyển Myanmar sẽ lên được bóng và chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội phản công. Và cũng có những thời điểm pressing tầm cao và gây sức ép liên tiếp. Những nhịp như vậy khiến cho tiết tấu của hiệp 1 trận đấu này rất đáng xem. Và thực sự là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có tính tổ chức và có trình độ ở khu vực Đông Nam Á. Rất khó để đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam có thể thi đấu pressing liên tục kể từ đầu cho tới cuối. Nhưng việc giảm nhiệt độ cũng là một cách để khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Myanmar lơ là. Chúng ta có rất nhiều những cầu thủ có khả năng phản công tốt như là Bích Thùy, Tuyết Dung hay là Huỳnh Như, những cầu thủ có khả năng quan sát và thực hiện những đường phất bóng dài lên trên cho những cầu thủ có tốc độ. Và xử lý vừa rồi là của Bích Thùy. Với bàn mở tỷ số ở trận đấu này thì Huỳnh Như trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31. Kể từ đầu trận đấu thì Hải Yến và Huỳnh Như đã tìm thấy nhau và đã có được những pha phối hợp trung lộ
Một điều rất quan trọng tại SEA Games đó là cả hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đều đã ghi bàn. Hải Yến đã có pha lập công và Huỳnh Như cũng đã điền tên mình vào danh sách ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đang khiến cho đội tuyển nữ Myanmar có những sự lúng túng trong việc triển khai bóng lên trên. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Tình huống xử lý vừa rồi là của Hoàng Thị Loan. Đội tuyển nữ Việt Nam đang duy trì được một cự ly đội hình rất tốt. Chúng ta không cảm nhận được nhiều những khoảng trống và những kẽ hở giữa các tuyến của đội tuyển nữ Việt Nam. Minh chứng là việc đội tuyển nữ Myanmar chưa thực hiện được những đường chuyền phối hợp quá ba chạm. Thủy Trang tranh chấp rất khôn ngoan. Và những tình huống bóng bật ra như vậy thì sẽ là cơ hội để cho Hải Yến hay Huỳnh Như có thể nhận bóng. Kim Malatun nguy hiểm. Kim Malatun vừa là người kiến tạo vừa là người thu hồi. Một cầu thủ có tính vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Myanmar. Ở góc đá phạt này thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất chú ý tới những pha di chuyển đánh đầu của đội tuyển Myanmar. Từ SEA Games 31, đội tuyển Myanmar đã có 2 bàn thắng từ góc đá phạt này ở vòng bảng, trong đó có 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan. Hải Yến cũng đã lùi về hỗ trợ phòng ngự. Khó chịu, pha đấm bóng của Kim Thanh đã có lỗi với thủ môn Kim Thanh. Một lần nữa thì Myanmar lại cho thấy sự lợi hại của mình trong những tình huống đá phạt góc. Có tới 2 cầu thủ có chiều cao tốt của đội tuyển Myanmar băng vào. Môn Kim Thanh không phải là người có chiều cao tốt và những tình huống chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng của Huỳnh Như. Điểm cắt đầu tiên, điểm chạm đầu tiên được Huỳnh Như đón một cách hoàn hảo. Rất lạnh lùng với bàn thắng mở tỷ số. Điều đó đem tới niềm vui rất lớn cho những cổ động viên có thể coi là may mắn để có thể và xem trận đấu này trực tiếp. Và tất nhiên là sẽ có hàng triệu cổ động viên đang cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua màn hình. Bích Thùy, Dương Thị Vân. Dương Thị Vân ngày hôm nay không lên tham gia tấn công quá nhiều. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi gặp đội tuyển Myanmar sẽ rất khác so với trận gặp đội tuyển Campuchia. Ưu tiên của Dương Thị Vân sẽ là những tình huống càn quét và tạo ra một lá chắn trước hệ thống phòng ngự
Huỳnh Như. Rất hay. Huỳnh Như có người rất khéo. Nhưng đường truyền ngược trở ra lại không tới vị trí của đồng đội. Ở phía trong vừa rồi đã có Thùy Trang, Bích Thùy. Chưa thể tung ra cú sút cận chân. Tuyết Dung. Dứt điểm ngay. Quá nhẹ với cú dứt điểm thứ 3 kể từ đầu trận của Hải Yến. Ở phạm vi hẹp, chúng ta thấy các cầu thủ áo đỏ vẫn cố gắng phối hợp một chạm với nhau để thực hiện những pha ban bật và tìm kẽ hở. Chỉ khi không thấy kẽ hở thì Hải Yến mới quyết định dứt điểm thôi. Huỳnh Như. Huỳnh Như. Trần Thị Thu. Hơn 40 phút của hiệp 1. Và đây là một thế trận có thể mang tới những sự hài lòng đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Có lẽ trong những phút còn lại của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam muốn tăng sức ép để củng cố cho ưu thế dẫn bàn của mình bằng thêm một bàn thắng nữa. Thế trận đang dần trở nên thoáng hơn so với những phút tập trung dày đặc các cầu thủ ở trung tuyến. Julie Kior. Nhịp chuyền bóng lỡ cả hai người đồng đội. Hải Yến. Huỳnh Như. Tuyết Dung đang di chuyển. Chúng ta sẽ cùng xem lựa chọn của Huỳnh Như. Thùy Trang nữa. Không vượt qua được trung vệ của đối phương. Khá tiếc khi đồng đội đã có thể lên kịp. Rất nỗ lực tranh cướp. Đó là Thùy Trang và Hải Yến. Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đang hoạt động tốt với Thùy Trang, Dương Thị Vân và Tuyết Dung. Hoàng Thị Loan. Đang tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Win Thae Kitun. Dương Thị Vân đã lùi về hỗ trợ rất hiệu quả. Bích Thùy. Thủy Trang đã bị áp sát rất nhanh. Một pha đẩy khẽ từ phía sau. Thời gian trôi qua rất nhanh và bây giờ đã là phút chính thức cuối cùng của hiệp 1. Một hiệp đấu không thể rời mắt với những diễn biến.
2 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của chúng ta phải tập trung. Và lăn xả của Dương Thị Vân. Một đường chuyền ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam được thực hiện bởi Win Thanh Ki Tun. Khoảng 10 phút cuối của hiệp 1, Win Thanh Ki Tun đã tìm ra cho mình những khoảng trống, không gian để hoạt động khi thi đấu lùi xuống hơn so với những phút đầu trận. Đó cũng là một sự điều chỉnh nhỏ trong cách mà các vị trí của đội tuyển Myanmar đang di chuyển. Bích Thùy. Đã khá nhiều lần các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bị đẩy sau như vậy. Bích Thùy cho rằng cần phải có một tấm thẻ phạt dành cho pha phạm lỗi vừa rồi của cầu thủ Myanmar. Tốc độ của Dương Thị Vân và sự chậm chạp của Chít Chít. Kể từ đầu trận thì Dương Thị Vân ít khi lên tham gia tấn công, nhưng khi cô đã lên tham gia tấn công thì đó là một cơ hội tương đối nguy hiểm. Nếu như không có sự lan xả của Nortetet Quay thì Dương Thị Vân đã có thể thực hiện một đường truyền cho đồng đội đang băng vào ở phía trong. Huỳnh Như. Tiếp tục là một tình huống biểu diễn kỹ thuật của Huỳnh Như. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi tiếng còi khép lại 45 phút đầu tiên của trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với kết quả 1-0, lợi thế tạm nghiêng về phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với pha lập công của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như ở phút 28. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhìn lại bàn thắng của Huỳnh Như một lần nữa. Thủ môn Mai Chi Niu đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá để cứu thua cho đội tuyển Myanmar. Mong rằng là trong hiệp 2, Huỳnh Như và các đồng đội của mình sẽ tiếp tục thi đấu đầy bản lĩnh như thế này để giúp cho đội tuyển Việt Nam có thế trận tốt và có kết quả tốt khi kết thúc trận bán kết. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghỉ trong ít phút và đến với phần bình luận giữa trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã tấn công khá đều từ cả hai cánh trong ít phút đã qua của trận đấu. Thu Thương. Đây là Thanh Nhã. Thanh Nhã có thể coi là một trường hợp đặc biệt. Một cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ và lên đội tuyển quốc gia với tốc độ rất nhanh. Ở câu lạc bộ thì không phải lúc nào Thanh Nhã cũng có thể cạnh tranh được vị trí chính thức, nhưng lại được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng và trao rất nhiều cơ hội cùng với kế hoạch trẻ hóa lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Đường chuyền vừa rồi là hơi mạnh so với đà băng lên của Thanh Nhã. Điểm nhấn trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam cho tới lúc này vẫn là những tình huống triển khai bóng ở hai cánh. Thanh Nhã vẫn đang là số 19, rất quyết tâm đi bóng vào trong. Rất tốt. Đường đi bóng vào trong của Bích Huy đánh đầu. Có thể đánh đầu nối. Tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Đó là bàn thắng của Nguyễn Thị Vạc. Bàn thắng đến ở phút thứ 6 của trận đấu với một cú đánh đầu, một tư thế dứt điểm rất thoải mái. Cú này, đó vẫn là một tình huống dứt điểm quá hiền của Hải Yến. Hải Yến đang rất khát khao có được cho mình một bàn thắng tại SEA Games 31. Tiếp tục là một cơ hội nữa. Lần này thì tình huống đẩy bóng của Vạn Sự là hơi dài. Phạm lỗi.
cần phải nhớ rằng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu. Một là không để có thêm những chấn thương, hai là tránh những thẻ phạt, và ba là có 3 điểm. Hoàn thành được 3 mục tiêu này thì tỷ số có là bao nhiêu cũng không quá quan trọng. Tất nhiên là người hâm mộ thì luôn mong chờ đội tuyển sẽ thi đấu một cách đầy khí thế, có được kết quả tốt và tạo ra một bữa tiệc bóng đá trên sân Cẩm Phả. Rõ ràng hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất dài. Và quan trọng là chúng ta có được 3 điểm. Sự thể hiện của các cầu thủ vậy là quan trọng hơn là tỷ số trước một đối thủ yếu như là Campuchia. Bóng được trao về cột xa. Đó là bài sở trường và hướng tới vị trí của Hải Yến. Tiết Dung. Các cầu thủ đội tuyển nữ Campuchia chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ với khả năng đi bóng lắt léo để có thể xuyên phá được hàng phòng ngự này. Đó có thể là Vũ Thị Vạn, là Tuyết Dung hay Vạn Sự. Dứt điểm tuyến hai. Thanh Nhã đang thi đấu bó vào phía trong nhiều hơn thay vì đá đạp. Các khán giả đang rất chờ đợi cơ hội được lần thứ hai ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Hải Yến cũng rất cần một bàn thắng để cởi bỏ những áp lực tâm lý với tiền đạo cắm của đội tuyển Việt Nam. Rất nhẹ nhàng. Cú đặt lòng chính xác về góc xa. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Hải Yến cũng đã có được bàn thắng đầu tiên cho mình tại SEA Games 31. Một màn ăn mừng đến ở phút thứ 58 cùng một màn ăn mừng cảm xúc của Hải Yến. Hải Yến chính là người đã mang về quả đá penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi tự mình thực hiện thành công. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm rất chính xác này của Hải Yến. Thủ môn của đội tuyển Campuchia đã đoán được hướng bóng nhưng đã không thể làm gì khi mà cú dứt điểm của Hải Yến là tương đối khó. Và đưa bóng chính xác và kỹ thuật về góc xa, ngoài tầm với của thủ môn Chen Sovet. Chúng ta sẽ còn trông chờ những cái tên khác của đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng để từ đó mở ra một tâm lý thoải mái và những đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn. Chúng ta rất cần điều đó từ Hải Yến và Huỳnh Như. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ về không khí bóng đá tại sân Cẩm Phả và sự cổ vũ của khán giả dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là từ khí thế, một khí thế quá tuyệt vời. Chắc chắn là như vậy. Không chỉ có các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam mà các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng luôn có được rất đông các cổ động viên tới theo dõi. Và các môn thể thao khác tại SEA Games 31 cũng vậy. Trong trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia thì nhà thi đấu Đại Yên cũng không còn một chỗ trống. Vượt sức chứa của sân bóng này để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng có chiến thắng với tỷ số 3-1. Ở các nhà thi đấu của các môn thể thao chúng ta đều có thể cảm nhận được tình cảm và sự tự hào của khán giả khi góp phần tạo ra một bầu không khí SEA Games hết sức sôi động thời điểm này.
và đúng với tinh thần của SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ. Không chỉ là những cuộc thi đấu về thể thao mà còn là sự gắn kết và tình hữu nghị. Các cổ động viên của Việt Nam có thể nói là đã cổ vũ hết sức fair play cho các đoàn thể thao. Và hình ảnh của những khán đài chật cứng khán giả cũng là một cách để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế chúng ta là một điểm đến rất an toàn trong bối cảnh dịch bệnh như thế này. Rất nhiều những biện pháp phòng chống dịch đã được đưa ra và đã rất hiệu quả trong thời gian vừa rồi để bây giờ Việt Nam có thể đăng cai một kỳ SEA Games. Có thể nói là thành công cho tới hiện tại. Pha thoát đi của Tuyết Dung. Có thể thấy phía trước của Tuyết Dung vẫn còn rất nhiều những bóng áo đỏ. Trần Thị Thu. Hải Yến. Nhưng mà thì Hải Yến đang có mặt nhiều hơn bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Hoàng Quỳnh. Cả 11 cầu thủ tham gia nhiệm vụ phòng ngự. Lúc này thì cả Yon Yeon và tiền đạo Ben Chavi cũng đã lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cơ hội là vẫn còn. Thanh Nhã. Đó có vẻ như là một pha bóng mà Thanh Nhã hơi ham dê dắt. Nếu như quyết định tạt bóng vào trong đưa ra sớm hơn thì cơ hội cũng sẽ đáng kể hơn với đội tuyển nữ Việt Nam. Một đường chuyền bóng sang cánh trái hơi thiếu cảm giác. Nguyễn Thị Vạn. Đây là Vạn Sự. Hải Linh. Hải Linh là cầu thủ có thể thực hiện tốt những đường chuyền bằng cả hai chân. Hải Yến. Hoàng Quỳnh, Hoàng Quỳnh đang di chuyển rất rộng. Quả treo bóng sâu, bóng vừa trúng xà ngang khung thành của thủ môn Chen Sovet. Pha xử lý của Thanh Nhã. Một tình huống khá may mắn với đội tuyển Campuchia. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn đã rất chủ động trong tình huống cắt bóng. Và đây là pha xử lý đưa bóng chạm xa ngang của Thanh Nhã. Tiếc là Trần Thị Thu có mặt ở phía trong đã không thể khống chế được tình huống bóng 2. Sẽ là một cơ hội nữa dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đang đứng trước bóng là Tuyết Dung. Và bây giờ thì Huỳnh Như sẽ được sử dụng. Hải Yến đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi điều đó từ Huỳnh Như. Huỳnh Như vào sân và sẽ thay Hải Yến mang tấm. Thay đổi thời tiết hay năm điều hoa lành đều khiến trẻ dễ bị ho cảm. Mẹ Lu có sản siro ho cảm ít nhì, hiệu quả lại thơm ngon từ dược liệu sạch, dùng khi trẻ chớm ho, hắt hơi, sổ mũi. Trẻ chớm ho cảm dùng ngay ít nhì. Chuyên gia dạy ta hỗ trợ giảm nhiệt sống khỏe, nhờ thường xuyên uống Lilicon. Một, phương vai đón mặt trời, hỗ trợ đề kháng nhiều hơn. Ba, uống Lilicon mỗi ngày, bốn, yêu chuộng thiên nhiên. Sủi Lilicon từ thảo dược và vitamin C hỗ trợ giảm mệt mỏi, nóng trong, giúp đề kháng khỏe. Giải độc gan Tuệ Linh Plus, sản phẩm dành cho người viêm gan virus và xơ gan, người tổn thương gan do dùng nhiều bia rượu.
giải độc gan tuệ linh plus hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus xơ gan người uống nhiều bia rượu. Giải độc gan tuệ linh plus sản phẩm dành cho người viêm gan virus và xơ gan người tổn thương gan do dùng nhiều bia rượu. Giải độc gan tuệ linh plus hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus xơ gan người uống nhiều bia rượu. Từ bạch nguồn khởi tạo, tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng, khởi sinh tinh thần thép, chịu công trình bền đẹp, từ khối óc bàn tay, nhiệt huyết mãi tràn đầy, cùng trái tim mãnh liệt, VAS vững vàng tâm thép. Kính mời quý vị khán giả cùng tiếp tục đến với sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để đón xem những diễn biến trong hiệp 2 trận bán kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 31, cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. 45 phút của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua với những diễn biến không thể rời mắt. Mỗi đội đều có những thời điểm kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Mặc dù vậy thì chỉ có đội tuyển Việt Nam có được sự bình tĩnh, lạnh lùng và cao tay hơn. Chúng ta đã có được một bàn thắng để tạo ra được sự khác biệt rất lớn cho tới thời điểm này. Đó là cú đánh đầu mở tỷ số của Huỳnh Như ở phút thứ 28 sau quả phạt của Tuyết Dung. Huỳnh Như trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Và bàn thắng đó không chỉ có ý nghĩa cho cá nhân tiền đạo đội trưởng mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam mà còn giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mở ra một nút thắt rất lớn cho trận bán kết. Huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan cũng đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Hiểu rõ đối thủ luôn là cách để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, nhất là khi phía trước đã là trận chung kết. Chúng ta đã đi được một nửa hành trình để đến với trận chung kết và bây giờ sẽ là một nửa còn lại. Xin chúc cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ vững bước để chúng ta vượt qua hành trình đó một cách chắc chắn và thuyết phục. Trần Thị Thu, trong hiệp 2 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Đội hình mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra sân ở trận bán kết này chính là đội hình đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước đội tuyển Philippines. Đó là trận đấu mở màn của bảng A với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và cũng là một bước quan trọng để chúng ta có vị trí nhất bảng A. Kết thúc bảng đấu với 2 chiến thắng. Trong đó có 9 pha lập công đến từ 7 cầu thủ khác nhau. Có thể trong hiệp 2 này thì chúng ta sẽ thấy Finn Van Lathun thi đấu cao hơn và tập trung nhiều hơn vào mặt trận tấn công của đội tuyển nữ Myanmar. Những cầu thủ có chiều cao tốt của đội tuyển Myanmar là Julie Kior và Chit Chit đã lên tham gia tấn công. Cùng với đó là một cầu thủ có khả năng đánh đầu rất tốt là Win Thee Kittun. Nhưng đó là một quả tạt tầm thấp. Với việc bị dẫn bàn, chắc chắn là các cầu thủ Myanmar sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện chiến thuật như thế nào. Chúng ta có những cầu thủ có chất lượng phản công rất sắc sảo trong đội hình. Bóng dường như đã chạm tay Khin Malatun. Trong hiệp 1 thì trọng tài Haruna Kanemasu đã có 1-2 tình huống bỏ qua những lỗi của các cầu thủ Myanmar. Không có gì khó khăn với thủ môn Kim Thanh. Đó có vẻ như là một tình huống dứt điểm mang tính giải tỏa nhiều hơn của Win Thee Kittun. Khoảng cách là quá xa. Win Thee Kittun là cầu thủ có khả năng hoạt động tốt trong khu vực cấm địa của đối phương. Nhưng khả năng thi đấu của cầu thủ này phía ngoài vòng cấm thì chưa thực sự là ấn tượng. Tuyết Dung, Huỳnh Như vừa phối hợp với Hải Yến, mở bóng cho Bích Thùy, phía bên trong là Thùy Trang.
nhịp. Chúng ta rất cần tận dụng được những tình huống bóng bật ra như vậy. Nếu Hải Yến áp sát nhanh hơn thì cơ hội có thể sẽ đến cho chúng ta với một cú dứt điểm cận thành. Hải Yến cũng đã rất tiếc nuối khi đã không ập vào áp sát trong tình huống bóng bật ra vừa rồi. Huỳnh Như, sau khi có bàn mở tỷ số thì Huỳnh Như càng tự tin hơn trong những pha cầm bóng của mình. Hải Yến đã ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài cho rằng đó không phải là một pha phạm lỗi. Đội tuyển Myanmar có thể tấn công nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên của hiệp 2, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta mới là những người có được những cơ hội nguy hiểm. Đó là bởi khả năng khai thác được vào những khoảng trống bên phần sân của đối phương, nhất là cái hở giữa các hậu vệ và trung vệ của đội tuyển Myanmar. Người khống chế bóng khá tốt. Số 16, Nò Chetet Wai đóng vai trò là tiền vệ trụ của đội tuyển Myanmar. Cô ít khi tham gia tấn công như Khin Malatun. Rất hay. Có rất nhiều những tình huống phạm lỗi của đội tuyển Myanmar và trọng tài vừa rồi cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phép lợi thế. Với một đội bóng không ngại va chạm và thậm chí là phạm lỗi để ngăn chặn những pha đi bóng của đội tuyển Việt Nam, trọng tài hoàn toàn có thể dùng tới những thẻ phạt ở những tình huống lỗi xứng đáng phải nhận thẻ. Chỉ nhắc nhở thôi thì sẽ có những tình huống phạm lỗi tiếp tục. Và tường 1-2 rất hay. Tuyết Dung tăng mặt bóng sở trường. Rõ ràng là những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ có nét hơn so với đội tuyển Myanmar. Chính xác là như vậy. Tính kết nối trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang là nhỉnh hơn so với những gì mà các vị khách thể hiện cho tới lúc này. Những pha ban bật cũng nhuần nhuyễn hơn. Myanmar sẽ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 20 rời sân. Substitution for Myanmar. Khin Motun được thay thế bởi Thin Thin Yu. Replaced by player number 9, Thin Thin Yu. Đội tuyển nữ Myanmar có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 20 Khin Motun rời sân. Cầu thủ mang áo số 9 Thin Thin Yu vào sân. Đó là sự thay đổi ở hàng tiền vệ. Khin Momotun chưa thể hiện được nhiều khả năng hỗ trợ cho Win Thegitun và Khin Malatun. Và việc tam giác này không tìm thấy sự liên kết với nhau cũng ảnh hưởng tới khả năng tấn công ở khu vực giữa sân của đội tuyển Myanmar. Vì vậy mà huấn luyện viên Tin Min Aung đã phải có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2. Kim Thành sẽ phải rất cảnh giác với tình huống cố định này của đội tuyển Myanmar. Đánh đầu, hoan hô Kim Thành, phạt bổ người rất chính xác. Chúng ta đã lường trước về điều đó, những tình huống phạt góc của đội tuyển Myanmar. Kim Thành đã phán đoán và phạt cứu thua này thực sự nhận những lời khen ngợi. Đó là cú đánh đầu của Win Thegitun. Cú đánh đầu rất gọn về vị trí sát cột dọc. Một tình huống thoát tim với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. May mắn là thủ môn mặc áo số 14 của chúng ta đã chơi tập trung và có được một phản xạ rất hợp lý. Phép lợi thế. Huỳnh Như. Những nhịp cầm bóng của đội tuyển Việt Nam rất phù hợp. Tiết Dung và Khin Malatun phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có cơ hội từ những tình huống cố định.
pha bứt tốc hiếm thấy ở thời điểm này với Tuyết Dung. Thời điểm này Tuyết Dung thi đấu bằng sự khéo léo, sự kỹ thuật và tỉnh táo ở những đường truyền bóng và những pha cầm nhịp phù hợp với đồng đội. Không phải là một quyết định dứt điểm thẳng của Tuyết Dung. Chéo bóng sâu. Lỗi với thủ môn Mai Chi Niu. Tuyết Dung đã từng chia sẻ sau khi có được bàn thắng từ điểm đá phạt góc vào lưới đội tuyển Myanmar tại giải vô địch châu Á. Đó là cô luôn ưu tiên cho việc phối hợp với đồng đội khi đứng trước điểm phạt góc. Và chỉ khi nào nhận thấy có cơ hội để thực hiện những tình huống đá thẳng để ghi bàn thì mới đưa ra quyết định như vậy thôi. Yếu tố thành tích của tập thể vẫn là điều được các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đặt lên hàng đầu. Trong sự nghiệp của mình từ cấp độ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia, ở các giải khu vực và thậm chí đã vươn ra giải châu Á thì Tuyết Dung đã có những bàn thắng ngay từ điểm đá phạt góc. Và đó cũng được coi là một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp của cầu thủ này. Không ít lần những tình huống đá phạt góc thành bàn của Tuyết Dung cũng đã được truyền thông quốc tế đánh giá rất cao. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Kim Malatun. Với hai cầu thủ thì chúng ta có thể ngăn chặn Kim Malatun một cách rất hiệu quả. Và đó là cách mà Thùy Trang và Dương Thị Vân đang xử lý. Những tình huống bọc lót tốt đang được các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam tạo ra và hỗ trợ. Pha chồng biên giữa Bích Thùy và Thùy Trang. Bích Thùy đã bị phạm lỗi rất nhiều kể từ đầu trận. Hoàng Thị Loan. Tuyết Dung. Tuyết Dung và Aye Aye Moe rất khéo. Những quả tạt rất đau. Cơ hội. Không vào. Đó là pha áp sát để dứt điểm cận thành của Thùy Trang. Khung thành đã rộng mở rồi. Nhưng cú dứt điểm của số 8 bên phía đội tuyển Việt Nam lại không thể ghi bàn cho đội tuyển của chúng ta để nhân đôi cách biệt. Một pha xử lý rất kinh nghiệm của Tuyết Dung trước khi đưa bóng vào trong, loại bỏ hai cầu thủ phòng ngự của đối phương. Lần này thì vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của Thùy Trang. Thùy Trang đã rút kinh nghiệm sau tình huống trước đó của Hải Yến với một pha áp sát, một pha xử lý bóng hai. Tuy nhiên thì may mắn đã không đứng về phía thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong tình huống vừa rồi. Nhưng đó cũng sẽ là một lời cảnh báo với hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar nếu như đội bóng này tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đúng là như vậy. Hai tình huống đáng kể của đội tuyển Việt Nam đều đến từ những tình huống mà thủ môn của đội tuyển Myanmar bắt bóng không dính và để bóng bật ra. Cần phải có thẻ. Và sẽ có thẻ. Với rất nhiều những tình huống phạm lỗi kể từ đầu trận thì tới phút 57 đội tuyển Myanmar mới phải nhận thẻ vàng. Nochetet Wai là cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Trương Thị Kiều. Cùng xem tình huống treo bóng có điểm rơi của Trương Thị Kiều. Quá sâu. Lựa chọn giải pháp đấm bóng an toàn của thủ môn Mai Chi Niu. Trọng tài đã ngay lập tức rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Thùy Trang. Thùy Trang vừa rồi đã cầm bóng để cho các đồng đội kịp trở về và ngăn chặn một tình huống phát động tấn công nhanh của đối phương. Nhưng có thể thấy là trọng tài rút thẻ rất nhanh với cầu thủ đội tuyển Việt Nam.
Đó có lẽ là một quyết định có phần nặng tay của trọng tài với Thùy Trang. Phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Các cổ động viên trên sân Cẩm Phả đang tiếp sức một cách rất nhiệt tình cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta đang dẫn bàn trên sân cỏ và trên khán đài thì các cổ động viên cũng ghi một bàn thắng rất đẹp. Và những hình ảnh bằng cũng rất đẹp. Bằng phong cách cổ vũ fair play. Rất đẹp trên sân vận động Cẩm Phả. Một rừng cờ đỏ sao vàng và những ánh đèn flash. Vẫn là Trương Thị Kiều có những tình huống đọc được những ý đồ phối hợp của đối phương và có mặt đúng vị trí để cắt bóng. Dứt điểm từ xa, rất thiếu chính xác. Đội tuyển Myanmar không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành của đội tuyển Việt Nam, vậy nên những phương án dứt điểm từ xa tuyến 2 như vừa rồi của cầu thủ mang áo số 9, người mới được tung vào sân Thin Thin Yu, là lựa chọn mà họ thường xuyên phải sử dụng. Tiếp tục có hai sự thay đổi người bên phía đội tuyển Myanmar. Số 11 Miat Nokin và số 12 Khang Thajin đã được vào sân. Myat Nokin, player number 2, Ayemwe, replaced by player number 12, Khang Thajin. Đội tuyển nữ Myanmar có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 13, Phonphon Phiamyang rời sân. Cầu thủ mang áo số 11, Myat Nokin vào sân. Cầu thủ mang áo số 2, Ayemwe rời sân. Cầu thủ mang áo số 12, Khang Thajin vào sân. Đó là một sự điều chỉnh ở vị trí nơi hàng phòng ngự và một vị trí ở hàng tiền vệ. Đó là pha chạm bóng của cầu thủ mới được vào sân thay người, Miat Nokin. Hải Yến rất bình tĩnh cầm nhịp và chờ đồng đội. Dương Thị Vân. Không thành công của cầu thủ mới vào sân Miat Nguekin. Mới vào sân, Nguekin đã có một pha dốc bóng. Bây giờ sẽ là cơ hội cho cầu thủ trẻ Thanh Nhã được vào sân. Thanh Nhã vào sân thay Hải Yến. Một chuyên gia dốc bóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã sẽ vào sân thay cho Hải Yến. Ý đồ sử dụng Thanh Nhã có lẽ sẽ cho thấy rằng huấn luyện viên Mạnh Trung sẽ tấn công ở hai cánh nhiều hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ mang áo số 12 Phạm Hải Yến rời sân, cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã vào sân.
với tốc độ và sức trẻ của Thanh Nhã thì rất có thể những pha dốc bóng để thực hiện phản công của đội tuyển Việt Nam sẽ được thực hiện với tốc độ cao. Đã bước sang hiệp 2 nên cũng khó có thể đòi hỏi Bích Thùy hay Tuyết Dung có những pha tăng tốc và tốc độ cao. Thanh Nhã hoạt động hợp lý. Hoạt động hợp chưa thành công giữa Bích Thùy và Thùy Trang. Vẫn là Thanh Nhã. Thanh Nhã có những pha dốc bóng rất táo bạo. Còn cả những bước chạy đầy quyết tâm. Trong tình huống này mặc dù bóng không trong chân Thanh Nhã nhưng cô vẫn kiên trì đuổi theo. Quả ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống tranh chấp giữa hai cầu thủ cùng mang áo số 19 và phần thắng thuộc về Thanh Nhã của đội tuyển Việt Nam. Thùy Trang. Tuyết Dung. Tuyết Dung và Huỳnh Như có sự ăn ý. Chúng ta thấy họ tìm thấy nhau ở các pha di chuyển và các pha chuyền bóng và cả trong pha phối hợp để đem về bàn mở tỷ số nữa. Huỳnh Như thường xuyên có một động tác giật về để nhận bóng và phối hợp tam giác với Tuyết Dung. Trương Thị Kiều rất chủ động sau khi đoạt bóng và ra hiệu cho đồng đội. Tính thủ lĩnh chỉ huy được hàng phòng ngự được Trương Thị Kiều thể hiện từ rất sớm. Và bây giờ thì cô là thành viên không thể thiếu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở các giải đấu cấp độ quốc tế. Pha khống chế qua người mà nếu như không có trung vệ còn lại của đội tuyển Myanmar có mặt đúng lúc thì chúng ta đã được chứng kiến một pha xử lý kỹ thuật mang tầm quốc tế. Chắc chắn là như vậy, một pha chạm bóng đầy cảm giác của đội trưởng Huỳnh Như. Đây là việc rất mệt mỏi của Chít Chít cũng như là Phil Phil Win. Các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển nữ Myanmar ngày hôm nay đang phải hoạt động hết công suất. Ca tiếng hát và cả những điệu nhảy vẫn đang không ngừng vang lên trên các khán đài. Một niềm tự hào dân tộc rất lớn đang được thể hiện trong các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Thị Loan số 5 đối đầu với Phil Phil Win cũng là số 5. Và kể từ đầu trận thì Hoàng Thị Loan thường là người giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn bàn từ pha lập công của Huỳnh Như trong hiệp 1 phút thứ 28 với cú đánh đầu. Huỳnh Như hơi đáng tiếc cho Huỳnh Như. Tiền đạo số 9 đã bị vấp bóng.
thấy khả năng khai thác và chiếm những khoảng trống của Huỳnh Như là khá tốt. Một pha chạm bóng đầy tinh tế nữa của số 9 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, Thanh Nhã. Dương Thị Vân bấm bóng cho Huỳnh Như. Không được, trung vệ của đội tuyển Myanmar đã chơi tập trung. Đây là một cơ hội rất hay. Dứt điểm. Quá ăn chắc để đi thêm một nhịp nữa. Các đồng đội đều đã chờ đợi để ăn mừng, để chia vui với Thùy Trang. Cơ hội thứ hai của Thùy Trang kể từ đầu trận. Một tiền vệ có khả năng cầm nhịp rất xông xáo và đã chủ động tìm cơ hội cho mình. Và xử lý như một tiền đạo. Thùy Trang muốn đi thêm một nhịp nữa để qua luôn thủ môn Mai Jin New. Sau tình huống nỗ lực vừa rồi thì Thùy Trang đã bị đau. Cầu thủ của Myanmar cũng đã có pha va chạm rất mạnh với Thùy Trang. Số 8 của chúng ta đã quá cầu toàn trong pha bóng vừa rồi. Các bác sĩ của đội tuyển nữ Việt Nam đang có những chia sẻ với trọng tài Haruna. Vậy chúng ta nghĩ rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Tinh thần thi đấu và sự bền bỉ của Thùy Trang thực sự là đáng nể phục. Cầu thủ cao tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam có mặt ở các điểm nóng trên sân, là người thu hồi, là người phát động tấn công, là người chạy chỗ và là người chủ động xâm nhập vòng cấm của đối phương để dứt điểm. Mọi nhiệm vụ Thùy Trang lúc này đều đang làm rất tốt. Có lẽ một phần nào đó Thùy Trang cũng muốn gánh luôn phần nhiệm vụ của Thái Thị Thảo. Các đồng đội có lẽ cũng rất muốn gửi một trận đấu thành công tới người đồng đội đã không thể có mặt tại SEA Games vì chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam đã giơ cao chiếc áo của Thái Thị Thảo ở những trận đấu vòng bảng của môn bóng đá nữ năm nay. Thùy Trang rõ ràng là đã cho thấy những phẩm chất của mình ở khả năng xử lý bóng, cầm nhịp, điều tiết lối chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và những quyết định mà Thùy Trang đưa ra cũng là rất hợp lý, ví dụ như là quyết định xâm nhập vòng cấm vừa rồi. Là Thùy Trang. Những tình huống này rất có thể gây ra chấn thương. Cả hai cầu thủ đều ham bóng. Và đẩy bóng dài của Khin Maratun đã khiến cho cầu thủ Mao số 10 mất đi lợi thế. Và bây giờ thì chính cô gặp bất lợi trong tình huống va chạm như vậy. Khó trách Thùy Trang của đội tuyển Việt Nam. Ngày diễn ra SEA Games 31 tại Quảng Ninh với các môn thi đấu bóng ném bãi biển, cờ tướng, cờ vua, ba môn phối hợp, bóng chuyền trong nhà và bóng đá đều đem tới những ngày hội ở những nơi mà các trận đấu diễn ra. Kéo người đối với Huỳnh Như. Còn hơn
hơn 20 phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc và đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang có được lợi thế dẫn trước một bàn. Cơn sóng người đang được tạo ra trên sân vận động Cẩm Phả lúc này. Cho đến trận bán kết này thì đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn quen với không khí thi đấu, một bầu không khí luôn rất nóng mỗi khi bóng lăn trên sân Cẩm Phả. Có một vài vị trí đã từng hơi khớp trước sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên nhà ở trận đấu đầu tiên, nhưng tới trận thứ hai và bây giờ là trận thứ ba, mọi chuyện đã vào quỹ đạo. Và lúc này thì sự tiếp sức của cổ động viên không khác gì chúng ta có thêm một cầu thủ trên sân cả. Ý nghĩa về mặt tinh thần và các cổ động viên mang lại là rất lớn. Đó là điều mà chúng ta không thể có được nếu như SEA Games không diễn ra tại Việt Nam. Các cổ động viên được chứng kiến những cuộc đối đầu đỉnh cao, được chứng kiến sự nỗ lực của các vận động viên thể thao Việt Nam. Còn trên sân cỏ, trên thảm đấu thì các vận động viên cũng nhận được sự đồng hành của những người hâm mộ, những người thân, gia đình, bạn bè của mình. Vẫn còn trong cuộc, mất tới 2 nhịp thì cầu thủ Myanmar mới có thể khống chế bóng thành công. Thu Thương là người đã đón bóng và thực hiện một đường chuyền dài lên phía trên. Khá bất ngờ là khi Thanh Nhã vào sân, cô lại đang thi đấu thấp, trong khi Thùy Trang lại là người được đẩy lên cao hơn và đá gần như là một tiền đạo ngay phía sau Huỳnh Như. Huỳnh Như lại là người chủ động di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho các đồng đội phía trong băng lên. Chít chít rời sân và người vào sân là Junio. Một sự thay đổi người ở hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Nò trên trên ngoài cũng đã rời sân và vào sân là Kim Mo Wai. Kim Mo Wai cũng là một trong những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Myanmar qua nhiều kỳ SEA Games. Đội tuyển nữ Myanmar có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 16 No Het Het Wai rời sân. Cầu thủ mang áo số 8 Kim Mo Wai vào sân. Cầu thủ mang áo số 3 Chit Chit rời sân. Cầu thủ mang áo số 15 Jun Yao vào sân. Đội tuyển Myanmar đã thực hiện 5 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát. 15,950 spectators. Thank you for attending. Kính thưa quý vị, số lượng khán giả tới sân trong trận đấu ngày hôm nay là 15.950 khán giả. Số lượng khán giả đã được ban tổ chức sân Cẩm Phả thống kê. 15.950 khán giả theo dõi trực tiếp trên sân. Trong khi nhu cầu theo dõi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trong những ngày qua đã tăng lên. Vừa đảm bảo an ninh, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch và tổ chức thành công các trận đấu là mục tiêu kép với ban tổ chức các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31. Tại SEA Games 31, một lần nữa Việt Nam lại khẳng định đất nước chúng ta là một điểm đến an toàn sau khi đã kiểm soát dịch Covid-19 và sẽ là một điểm đến dang rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế. Thông điệp đó được thể hiện rất rõ và các đội tuyển tham dự các giải đấu, các môn thể thao tại SEA Games 31 bên cạnh những cuộc tranh tài thì ở những ngày nghỉ sẽ có cơ hội để tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam và tham quan những vẻ đẹp của các địa phương.
điều mà không phải kỳ SEA Games nào các đội tuyển thể thao cũng được trải nghiệm. Và đó là cách để cho ban tổ chức của SEA Games 31 tạo ra những dấu ấn. Ở một kỳ SEA Games mà khi Việt Nam tổ chức đã được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á và các Ủy ban Olympic khu vực Đông Nam Á đánh giá là rất dũng cảm. Đó là tình huống treo bóng vào quá sâu của cầu thủ mang áo số 12 Khaing Thajin. Có thể thấy đó cũng là bài tủ của đội tuyển Myanmar. Và bây giờ khi không thể tiếp cận gần với khung thành của Kim Thành thì họ chỉ còn cách thực hiện những tình huống treo bóng bổng và trông chờ sẽ được hưởng những quả đá phạt góc. 80 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0. Toàn tình chiến thuật của huấn luyện viên Mã Đức Chung đang tỏ ra nhỉnh hơn so với người đồng nghiệp của mình, Tin Mi Nau, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Myanmar. Huỳnh Như, chuyền bóng rất hay. Thanh Nhã có thể mở tốc độ. Đã có lỗi đẩy người nhưng trọng tài cũng không đưa ra quyết định thổi phạt. Một tình huống tranh chấp mà quyền kiểm soát bóng thuộc về Thanh Nhã nhiều hơn. Chúng ta thấy là Thanh Nhã xuất phát sau nhưng đã vượt lên rất nhanh, đã có một tình huống đẩy khẽ. Cầu thủ vừa có một tình huống tạo áp lực và khiến cho Thanh Nhã bị ngã trong khu vực cấm địa của đối phương vừa rồi là Yune Yuyao, cầu thủ mới được vào sân thay người. Những quyết định của trọng tài Haruna vẫn đang gây ra những ý kiến rất khác nhau. Đánh đầu! Người đánh đầu là Trương Thị Kiều. Hoàng Thị Loan, Bích Thùy liên tục đảo cánh ở trận đấu này trong hiệp 1 và bây giờ là thời điểm gần cuối hiệp 2. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Bích Thùy có được một pha xâm nhập vòng cấm thành công như cách cô đã từng có được tại giải vô địch châu Á. Đội tuyển Myanmar đã thành rất nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự. Đó có thể sẽ là những cơ hội để đội tuyển Việt Nam tìm kiếm bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Đường chuyền sai địa chỉ, Thùy Trang. Có thể xuất hiện. Quyết định của Thùy Trang đúng vào vị trí của thủ môn Mai Jin Niu. Cú dứt điểm thứ 3 trúng đích nhưng chưa thể đem tới bàn thắng cho Thùy Trang. Thanh Nhã. Trang đoạt bóng rất hay, trụ rất vững. Dương Thị Vân vừa rồi định chuyền bóng cho Huỳnh Như. Các tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam trận đấu này đã hoạt động hết công suất và tôi nghĩ rằng với hơn 100% phong độ của mình. Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 cho tới lúc này. Bích Thùy rời sân và người vào sân là Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn đang có được phong độ ghi bàn tại SEA Games 31 với 2 pha lập công cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 18 cũng là người đã mở tỷ số trong trận thắng rất thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển nữ Campuchia.
Substitution for Vietnam, player number 15, Nguyễn Thị Bích Thùy, replaced by player number 18, Nguyễn Thị Vạn. Khả năng phối đạo đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 15, Nguyễn Thị Bích Thùy rời sân. Cầu thủ mang áo số 18, Nguyễn Thị Vạn vào sân. Ngày hôm nay, Trương Thị Kiều đã khóa rất chặt với cầu thủ mang áo số 7, Win Thê Ghi Tùn. Khóa cái chân trái của đối phương và không còn cách nào chuyền bóng. Quỳnh Như, cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Không đủ không gian để cho Huỳnh Như thực hiện pha bấm bóng sở trường. Thì phía trước vẫn còn tới hai bóng áo trắng nữa. Có lẽ là Huỳnh Như đang cố gắng giữ bóng để chờ cầu thủ phòng ngự bên phía Myanmar trôi qua và chuyền sang bên phía cánh phải. Tuyết Dung. Tuyết Dung bây giờ lại trở lại cánh trái quen thuộc. Sẽ có một quả ném biên cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong cuộc đấu trí với huấn luyện viên Kim Mi Naung thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đang thắng thế một cách rõ nét. Những lựa chọn về chiến thuật ở trong hiệp 1 và trong hiệp 2 của đội tuyển Việt Nam đều có được sự yên tâm. Nguyễn Thị Vạn dứt điểm ngay. Nguyễn Thị Vạn vừa rồi định dứt điểm với chân trái sở trường. Khéo léo vẫn đang là Huỳnh Như. Tiết Dung. Chạm đầu tiên của Huỳnh Như rất khéo léo và có sự tinh tế. Cầu thủ khác cũng đang làm được điều đó. Dương Thị Vân là Thùy Trang. Cơ hội cũng hơi sâu. Bóng vẫn đang hướng tới vị trí của Huỳnh Như. Việt Nam vẫn đang được duy trì tốt. Vì thế đội bóng áo trắng vẫn đang phải thực hiện khá nhiều những đường chuyền bên phần sân nhà. Không có nhiều khó khăn cho cầu thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Chính xác của Kim Thanh. Một tình huống bóng bật ra và người thực hiện quả tạt vào là Phil Win. Phil Win là một trong những cầu thủ đá tốt nhất của đội tuyển Myanmar kể từ đầu trận. Ở trận đấu này, Kim Thanh chắc chắn có một tình huống ghi điểm với pha đổ người để cản phá cú đánh đầu của Thuyn Gittin. Tình huống cản phá như vậy không khác gì việc ghi được một bàn thắng cả. Rất nhiều tình huống va chạm giữa Kim Malatun và Thùy Trang kể từ đầu trận. Hai cầu thủ luôn có mặt ở điểm nóng. Nhưng vẫn chỉ là những nhắc nhở tới từ trọng tài Haruna. Kim Chi cũng đang là rất sát đường biên.
tới cuối trận đấu rồi và chúng ta vẫn thấy là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được một cự ly đội hình và gây sức ép ngay bên phần sân của đối phương. Điều này cũng đã từng xuất hiện khi chúng ta đá pressing trước đội tuyển Campuchia ở trong hiệp 2, trận đấu cuối của vòng bảng. Như vậy thì chúng ta nắm thế chủ động trong lối chơi, giúp cho các cầu thủ đảm bảo được thể lực hơn là việc cứ liên tục phải chạy đuổi theo bóng. Tình huống va chạm giữa hai số 8 và người đã phạm lỗi với Thùy Trang là Kim Bo Wai. Tiếp tục là Trương Thị Kiều với một tình huống treo bóng. Trận đấu đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Thùy Trang. Ở tuổi 34 nhưng cách mà Thùy Trang chọn vị trí cho thấy bản lĩnh của kinh nghiệm. Cần phải cắt được tình huống này. Trần Thị Thu đã đưa ra một quyết định an toàn là phá bóng thay vì để cho thủ môn Kim Thanh xử lý. Thời gian đá bù giờ của trận bán kết. There will be 3 minutes of added time. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng pha lập công thời gian của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như ở phút thứ 28. Đội bóng áo trắng đang khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Lương Thị Vân. Huỳnh Như cầm nhịp rất hay, rất bình tĩnh. Vân Thị Vạn Sự là cầu thủ được ra sân. Sự thay đổi người chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã áp dụng cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm cuối của trận đấu này. Thêm một cầu thủ trẻ được vào sân và người rời sân là Tuyết Dung. Người thực hiện quả đá phạt để cho Huỳnh Như đánh đầu mở tỷ số. Có lẽ trọng tài đã thúc giục đội tuyển Việt Nam thực hiện quyền thay đổi người này khẩn trương hơn. Substitution for Vietnam, player number 7, Nguyễn Thị Tuyết Dung, replaced by player number 11, Ngân Thị Vạn Sư. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 7, Nguyễn Thị Tuyết Dung rời sân. Cầu thủ mang áo số 11, Ngân Thị Vạn Sư vào sân. Bây giờ thì đội tuyển Myanmar sẽ phải đưa bóng vào cuộc thật nhanh. Thời gian đang ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Myanmar sẽ phải làm điều mà họ không thể làm được trong phần lớn thời gian của trận đấu này. Và có thể vây giáp ngay bên phần sân của đối phương. Những tình huống áp sát cũng khiến cho đối thủ gặp rất nhiều lúng túng. Hoàng Thị Loan là người đã không thể không chơi bóng trong tình huống vừa rồi. Đấu đã bước sang phút bù giờ cuối cùng. Kim Bo Wai hiện tại không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển Myanmar. Những đường lót tốt của Nguyễn Thị Vạn. Thùy Trang. Bây giờ thì Thùy Trang lại đang đứng rất sâu. Chuyển ở phía trên. Không cần phải quá vội vàng khi chúng ta đang có lợi thế dẫn trước. Và
kết thúc trận đấu của trọng tài, đội tuyển Việt Nam đã thành công trong việc giành quyền vào trận chung kết đúng như kỳ vọng. Và niềm vui của ban huấn luyện cũng như các thành viên của đội tuyển Việt Nam và 15.950 khán giả có mặt trên sân Cẩm Phả, cùng hàng triệu khán giả đã theo dõi trận đấu này qua sóng của Đài truyền Việt Nam. Bàn thắng quý giá của Huỳnh Như đã đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết. Và chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Xin chúc mừng Huỳnh Như, chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Trung, xin chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị thật kỹ để hướng tới trận đấu gặp đội tuyển nữ Thái Lan cho trận chung kết. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với buổi tường thuật trực tiếp của Đài truyền Việt Nam trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ SEA Games 31. Và sau đây sẽ là chương trình bình luận sau trận đấu của Đài truyền hình Việt Nam.